Theo các bạn, bài hát mà
màu tím. Xem bên trong đó có cái gì nha các bạn. Cùng chị Bi Hồng mở quả trứng màu tím nha các bạn. Đây, chị Bi Hồng sẽ ngồi đây và sẽ mở quả trứng màu tím cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, đây quả trứng màu tím đây. Rồi, chị Bi Hồng sẽ ngồi xích ra đây nha. Ngồi xích ra đây để cùng mở quả trứng màu tím nha. Bên trong quả tím, trứng màu tím này có cái điều gì bất ngờ không nha? Một, hai, ba, các bạn đón xem có cái gì. Các bạn ơi, bên trong đây lại có một cái giống như một quả trứng vậy các bạn ơi. Bên trong quả trứng này là có một chú thiên nga màu hồng các bạn ơi. Đây, quả trứng màu nửa màu xanh lá cây và một nửa là màu trắng trong. Chúng ta có thể nhìn bên trong thấy một chú thiên nga rất là dễ thương nha các bạn. Mình sẽ mở quả trứng này ra để xem chú thiên nga bên trong nha. Wow, đây các bạn ơi, đây là chú thiên nga màu hồng. À, có thể bóp kêu luôn á các bạn ơi, rất là thích, rất là vui nha. Wow, chú thiên nga này cũng màu hồng nữa, rất là giống chị Bi Hồng nha. Chị Bi Hồng thích lắm nha. Đây, thiên nga màu hồng và chị Bi màu hồng luôn. À, mình để quả trứng này qua một bên nha. Và mình xem bên trong còn cái gì nữa nè. Wow, các bạn ơi, có thêm hai viên kẹo nữa. Mình đã có thêm hai viên kẹo nữa nha các bạn. Và hai chiếc máy bay, hai chiếc máy bay giống nhau luôn các bạn ơi, giống như chiếc máy bay lúc nãy á. Nhưng mà chiếc máy bay này á là có cái thân máy bay á là màu hồng, hai cánh và đầu máy bay á là màu vàng. Rồi máy bay có mỗi chiếc có hai cái bánh xe màu xanh dương nha các bạn. Mình sẽ để máy bay ở đây. Rồi các bạn ơi, đây mình còn thêm ba cục phát sáng nữa nè. Đây, một, hai. Ủa, sao cái viên này? Đây đúng rồi, được phát sáng luôn. Phát sáng, đều phát sáng hết các bạn ơi. Ba viên đều phát sáng hết nha. Đây, 4 viên, 5 viên, 5 viên sẽ cùng phát sáng với nhau nha. Sẽ tạo ra một ánh sáng rất là chói nha các bạn. Chị Bi Hồng thích lắm. Rồi, tất cả các quả trứng đều đã mở xong nha. Và các bạn biết không, hôm nay là sắp đến Trung Thu rồi. Chị Bi Hồng thì chưa có lồng đèn Trung Thu, nhưng mà chị Bi Hồng mới nảy ra một ý kiến này rất là hay nè. Các bạn xem có hay không nha. Chị Bi Hồng sẽ tự làm đèn Trung Thu cho mình luôn á các bạn ơi. Nhờ những viên phát sáng này nè, và nhờ quả trứng khổng lồ đây nè, là chị Bi Hồng sẽ làm một chiếc đèn phát sáng. Các bạn xem có thích không nha. Các bạn ơi, chị Bi Hồng sẽ bỏ tất cả những cái viên phát sáng vào trong quả trứng này nha. Chị Bi Hồng sẽ để nắp lại. Đó các bạn ơi. Đây, và chị Bi Hồng có cái đồ sắt nè. Sắt giống như cái chiếc lồng đèn hoa sao luôn. Lồng đèn để chơi Trung Thu á các bạn. Đây, và chị Bi Hồng sẽ rất nhẹ, rất nhẹ, rất nhẹ. Đây, phát sáng. Rất là giống cái lồng đèn phải không các bạn ơi. Mình có thể dùng cái quả trứng này mình thay thế cho lồng đèn để mình đi chơi Trung Thu được á các bạn ơi. Để chị Bi Hồng sẽ tắt đèn cho các bạn xem cái lồng đèn của chị Bi Hồng tự sáng chế ra nó phát sáng nha các bạn. Các bạn ơi, chị Bi Hồng vừa tắt đèn á để cho các bạn thấy đèn của chị Bi Hồng sáng nè. Các bạn ơi, nhìn giống lồng đèn không? Nhìn giống lồng đèn Trung Thu chứ nè. Chị Bi Hồng sẽ xách cái quả trứng bất ngờ này làm chiếc lồng đèn để đi chơi Trung Thu nha các bạn. Đây các bạn thích không? Rất là xinh không các bạn.